Xin chào anh em, chào anh em quay lại với kênh C2 Tức Giờ của em ạ. Lần đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em về dòng xe Honda City ạ. Chiếc xe Honda City nó sẽ có 3 phiên bản cho anh em chọn là bản RS, bản L và bản G ạ. Và chiếc xe Honda City thì nó thuộc chiếc xe lắp ráp trong nước, thì khả năng là trong 15 tháng 11 này sẽ được hỗ trợ thuế trước bạ 50%. Thì em sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng đơn bánh và chương trình khuyến mại sau mà khi mà hỗ trợ thuế trước bạ 50% đang bao nhiêu để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho mình nhá, để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn mà chưa đăng ký kênh em thì đăng ký kênh của em, bởi vì kênh C2 Tức Giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda City bản RS, nó bản cao cấp nhất của dòng xe Honda City đấy ạ. Với giá niêm yết của nó đang là 599 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 569 triệu ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 30 triệu tiền mặt nhá. Ngoài ra sẽ tặng cho em thêm nữa, đó chính là 40 triệu phụ kiện đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Honda City bản RS này khi mà giảm giá từ đại lý và hỗ trợ thuế trước bạ 5% từ nhà nước thì chiếc xe này lăn vào Hà Nội rồi chỉ còn với giá đang là 627 triệu thôi ạ. Trả góp thì đang là 108 triệu ạ. Còn ở tỉnh là 603 triệu. Trả góp thì đang là 156 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh là 621 triệu. Trả góp thì đang là 174 triệu ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết đến bánh như nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda City bản L ạ. Với giá niêm yết của nó đang là 569 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 539 triệu ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 30 triệu tiền mặt. Ngoài ra sẽ vẫn tặng cho anh em thêm nữa là 40 triệu phụ kiện em nhá. Vậy thì chiếc xe Honda City bản L này khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại từ đại lý, tức là giảm giá cho anh em là 30 triệu tiền mặt và cộng là hỗ trợ thuế trước bạ 5% từ nhà nước thì lăn bánh nội cho đang là 596 triệu. Trả góp thì đang là 172 triệu em nhá. Chương trình khuyến mại rất là đặc biệt đấy ạ. Còn ở tỉnh là 572 triệu. Trả góp thì đang là 148 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 590 triệu. Trả góp thì đang là 167 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi về giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất ngành như nào thì anh em hãy điền thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe cần thâm, hình thức trả thẳng trả góp để em gửi lại các thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho anh em đấy ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda City bản G ạ. Nó bản thấp nhất của dòng xe Honda City ạ. Với giá niêm yết của nó đang là 529 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em giá đang là 499 triệu ạ. Tức là giảm giá cho em là 30 triệu tiền mặt và ngoài ra vẫn tặng cho em thêm là 40 triệu phụ kiện nhá. Vậy thì chiếc xe Honda City bản G này khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại là giảm giá từ đại lý và hỗ trợ thuế trước bạ 5% thì lăn bánh nội giờ đang là 553 triệu ạ. Trả góp thì đang là 161 triệu ạ. Còn ở tỉnh là 530 triệu. Trả góp thì đang là 138 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 548 triệu. Trả góp thì đang là 156 triệu ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Honda City cho cả 3 phiên bản rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh của em nhá, để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe trên thị trường Việt Nam ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn em đã xem video này của em ạ.